Hello, xin chào các bạn. Mình đang có mặt trong Aeon Mall Hải Phòng. Hôm nay là chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023, tức là còn một tháng nữa thôi này thì sẽ đến Noel năm 2023. Như mọi năm thì Aeon Mall Hải Phòng phía bên ngoài đã có một cây thông hoặc là người tuyết để trang trí Noel, để cho các bạn trẻ cũng như là mọi người đến để check in rồi chụp ảnh. Hôm nay thì năm nay thì sẽ là cây thông các bạn nhé, nhưng mà cây thông năm nay thì có 2 tầng, khác với mọi năm. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi vào xem bên trong xem có cái gì nhá. Xin mời. Rất đông các bạn trẻ xinh xắn chụp ảnh rất in ở đây. Đấy. Rất là đông. Năm nay được thiết kế 2 tầng cơ. Mình đi xung quanh một lượt nhé. Đấy. Rất là nhiều người chụp ảnh ở xung quanh. Ok. Đi vào bên trong nào. Vào bên trong. Đấy. Đây có một cô bé tuyết này, đèn nháy này, cây thông ở trên này, đây là kính nhá, kính này, ở đây bằng nhựa này, đấy, bảo chào các bạn đi, xin chào, đấy, Happy New Year, Merry Christmas, ok, ok, bắt đầu lên chứ. Được lên trên không em? À, mình đăng ký thành viên tại app là mình được lên ạ. Anh qua app rồi. Em đăng ký cho anh ạ. Ờ, thì tí nữa anh đăng ký được không? Để anh lên anh xem trước cho. Đăng ký luôn điện thoại anh đang quay. ok. Ok, bây giờ mình sẽ lên tầng 2. Rất nhiều bạn trẻ xinh xắn có mặt ở trên này. Đông lắm mày ơi. Đây là một cây cầu vồng khá là đẹp. Đấy. Các chị xinh gái vừa khen cameraman đấy. Ok. Sang bên này này. Một vòng bên này nữa. Ok. Trên đây thì mình có thể nhìn thấy cao, phía cao của cây thông. Cái này về cao gần đến 15 mét đấy. Rất là nhiều cây thông và đồ trang trí này. Đấy, cây thông khá là to luôn. Ok, chỉ có tầng 2 thôi. Ủa, quay luôn. Đấy. Xin chào tất cả mọi người. Đây là đường, nhìn ra đường. Ok. Bây giờ xuống dưới thôi. Bây giờ xuống dưới phải đăng ký thành viên thì mới được lên trên tầng 2 các bạn nhé. Nếu các bạn chưa tải app mà chưa đăng ký thành viên thì chưa được lên đâu. Bây giờ mình phải xuống đây đăng ký trả nợ. Cảm ơn cô đi con. Cảm ơn cô. Đấy. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đấy. Đấy chưa? Đây chúng ta đi ra xa một chút. Ra một chút. Nhìn vào. Đấy. Camera quay lại một lần nữa này. Đấy. Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.